Việt Hương bàn giao chiếc xe cứu thương thứ ba cho cơ sở mai táng, mặc kệ những lời anti-fan công kích chuyện từ thiện. Khi Hương làm, Hương xin nhắc lại, Hương không kêu gọi. Vậy thì không ai được chỉ Hương là chị phải làm theo ý của em. Hương với lại ông xã, hai vợ chồng quyết định là trong mùa dịch này không xài gì, không sắm gì, không mua gì, không ăn ngon. Có nghĩa là mọi người ăn sao thì Việt Hương xin nói thiệt luôn. Lâu lâu Việt Hương còn nói gì nè, chôm trứng ở dưới từ thiện, mà trứng đó là Hương mua chứ ai. Mà Hương còn nói là chôm và một cái dĩa trứng ở dưới từ thiện lên chiên ăn. Có nghĩa là mọi người ăn gì, Hương ăn đó. Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, Việt Hương và chồng liên tiếp cho thấy hình ảnh đẹp khi tổ chức rất nhiều hoạt động thiện nguyện để cứu trợ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch. Nữ nghệ sĩ đã không kêu gọi quyên góp mà hoàn toàn dựa vào số tiền túi để mua lương thực thực phẩm giúp đỡ mọi người. Mình có quan tâm lẫn nhau, quan trọng là giữ sức khỏe, đừng có ở trong xóm là hay đứng gần nhau, nhớ nha, không được gần nhau ha. Mình chia cắt đi, một nửa tháng, tháng sau là hết bệnh rồi hãy tính lại tám nha. Đi tới hẻm nào thì con cũng dặn vậy, không được tính lại pháp. Ngoài những hoạt động này, gia đình vợ Sáu Bảnh còn liên tiếp tặng xe cứu thương cho các cơ sở từ thiện. Trên trang cá nhân của Việt Hương đã chia sẻ hình ảnh bàn giao chiếc xe cứu thương thứ ba cho nhóm thiện nguyện chợ Linh Cửu mai táng. Nữ nghệ sĩ viết: "Đây là chiếc xe thứ ba mua để phục vụ, một cứu thương do anh Hải, hai chiếc này giao bên mai táng không đồng SOS Sài Gòn, miễn phí hoàn toàn. Cảm ơn các anh em đã giúp Hương vận hành và bảo dưỡng." Ngoài ra, nữ danh hài cho biết chiếc xe thứ ba này là số tiền mà cô và anh chị ở Mỹ đã đóng góp 390 triệu. Xe hoạt động với mục đích chở áo quan về nơi mai táng, nhưng Việt Hương mong xe ấy không có việc để hoạt động. Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Hương đã chia ra số tiền khá lớn để ủng hộ từ thiện, nhất là tặng những chiếc xe cứu thương giá trị. Đầu tiên, vợ của Hoài Phương tặng một chiếc xe giá là 2,5 tỷ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải để dùng làm từ thiện. Trong một chuyến đi thiện nguyện cùng ông Hải, Việt Hương đã có quyết định sẽ tặng nhân vật này một chiếc xe mới để phục vụ công tác chở bệnh nhân. Cách đây không lâu, nữ nghệ sĩ cũng đã tặng một chiếc xe cho cơ sở mai táng có trị giá là 320 triệu đồng và hiện tại đã hoàn thành thêm chiếc thứ hai có giá là 615 triệu, trong đó Việt Hương đã hỗ trợ 390 triệu. Tổng số tiền ba chiếc xe hiện tại là trên 3,2 tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi không chạy được nên đã gửi tặng một chiếc chuyên chở linh cữu bao gồm cả áo quan đi hỏa táng về tới chùa. Xe này tôi mua và cũng giao cho nhóm chuyến xe không đồng mai táng từ thiện. Nhóm sẽ giúp tôi chuyên chở, bảo dưỡng và sử dụng." Việt Hương tâm sự, hiện tại những chiếc xe này để phục vụ cho công việc mai táng, nhưng sau khi hết dịch có thể dùng để chở người nghèo bị bệnh dưới quê lên hoặc chở áo quan. Nữ nghệ sĩ vẫn sẽ để lại chiếc xe cho nhóm từ thiện sau khi hết dịch. Những ngày gần đây, công tác thiện nguyện của Việt Hương và chồng đạt được kết quả rất tốt. Nữ nghệ sĩ đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly phong tỏa. Tuy nhiên, vợ Sáu Bảnh vẫn nhận không ít những ý kiến trái chiều, người trách rằng kêu mãi nhưng không thấy cô cứu trợ. Trước vấn đề này, Việt Hương chia sẻ, do không có đủ nhân lực nên công tác thiện nguyện vẫn còn khá nhiều thiếu sót. Những người điền đầy đủ thông tin sẽ được đội ngũ ekip ưu tiên giúp đỡ. Dốc sức người sức của là vậy, nhưng nữ danh hài liên tiếp phải chịu những lời công kích. Việt Hương cũng đã có buổi trò chuyện với khán giả về vấn đề này trên trang cá nhân. Em up công khai như vậy, người ta chửi em phải chịu ha. Nhưng nói về cái đạo đức con người thì cái bạn chửi em quá dở, bạn sống không hề có đạo đức. Việt Hương khẳng định mình không kêu gọi quyên góp hay xin ai một đồng. Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn bè hay người quen biết chủ động liên lạc nhờ vợ chồng cô là bên trung gian hỗ trợ cho các nhu yếu phẩm cho người dân. Chính vì vậy, Việt Hương cho rằng không ai bắt buộc được mình phải làm điều gì. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng trong ekip luôn có người túc trực để liên lạc với người cần giúp đỡ thông qua số điện thoại đã để lại. Vì quyết định chia sẻ công khai các thông tin từ thiện nên Việt Hương chấp nhận những áp lực từ lời khen chê. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp khiến cô rất buồn lòng. Bạn đó là một người có trí thức, có ăn học, nói về lý, bạn đó không sai. Về cái phần đạo đức, tôi chưa làm gì bạn. Tôi chưa xin bạn 1.000 đồng tiền Việt Nam, chưa xin. Tôi cũng chưa bao giờ kêu gọi nội ngoại hai bên, anh chị em, chú bác, của gia đình bạn cho tôi 1.000 đồng nào. Hương chỉ nói là Việt Hương sẽ cố gắng làm bằng sức của mình, bằng sức hai vợ chồng em, khi nào không làm nữa thì tụi em xin ngừng lại. Không chỉ tặng xe cứu thương mà Việt Hương và chồng mỗi ngày đều làm công tác cứu trợ cho bà con khó khăn. Nhóm thiện nguyện của nữ nghệ sĩ cũng không ngại nguy hiểm khi đến gần các khu phong tỏa. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.